mình đã xa nhau qua bao mùa mái lừa. Em ở quê nhà, còn anh mãi phương xa. Cuộc đời bốn ba, nhiều năm sương gió quê người, chẳng xa tiếng cười của người em gái ngày xưa. Thời gian thoi đưa, chưa phai mờ kỷ niệm. Bao nhiêu nỗi niềm anh chép thành bài thơ. Dệt mong ước mơ, từng đêm anh cứ mong chờ. Biết em bây giờ có còn nhớ đến anh không? Xin chào anh nhé. Ở trong clip này em đang tiếp con để bãi nhé. Con đẩy Đô Mốt với mã là DA4150 ấy nhé. Con đẩy này thì em xin test một cho mấy khách hàng ở trong Nam Định. Anh Lương Văn Thông có đẩy ở xóm 1 ở Xuân Tiến, Xuân Trường, Nam Định ấy nhé. Với chất âm của dòng này thì nó rất là hay. Đô Mốt là một trong những dòng đẩy thương hiệu bãi đến từ Nhật ấy nhé. Con này sử dụng là 4 kênh. Hiện tại em đang test kênh 1 này, kênh 2. Hiện tại đang đánh một cặp loa bắt 40 ấy nhé. Tín hiệu thì em đang lấy từ máy tính vào và cắm thẳng vào đẩy. Mà dòng này thì nói chung là tiếng cũng rất là hay, đánh mộc nhưng mà rất là hay luôn. Không qua thiết bị gì, cắm thẳng tín hiệu từ máy tính mà thôi, nhưng mà đánh với cái tiếng ra rất là mềm ấy nhá. Bát rất là sâu và mềm, chắc sáng tí tách. Với bác nào đang chúng ta đang sử dụng, ví dụ như là muốn sử dụng ghép nhiều loa, ví dụ ở đây thì có 1-2, đây là đang đánh 1-2 thôi, còn 3-4 chưa đánh thôi nhé. Thì bác có thể là sử dụng thêm kênh 3-4 lần nữa thì có thể là ghép được rất là nhiều loa. Anh khách hàng này thì về anh sử dụng đánh lên tới khoảng 3-4 đôi loa bát 25 đấy nhá. Thì một kênh này đánh một đôi thì nói chung là thoải mái luôn. 4 kênh. Dòng này thì nó rất là hiếm hàng, thì cửa hàng thỉnh thoảng mới về được. Rất là nhiều bác đang săn lùng những dòng cục đẩy ở bãi thương hiệu đến từ Nhật này. Thì ngày hôm nay thì trong clip này em test anh khách hàng và cũng báo giá để toàn thể mọi người tham khảo ấy nhá. Cục đẩy này em bán giá là 5.500.000, em bao ship 4 kênh. Đấy, Đô Mốt với mã DA4150 ấy nhá. Thì bây giờ mình sẽ quay về cái nội thất để các bác và mọi người tham khảo với chiếc cục đẩy này. Con này thì nó chạy sò là sò Toshiba nhé, sò của Nhật. Đấy, dụng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 2, 12 là 24 sò nhé. Còn đây là bù áp này. Đấy. Máy của nó thì nó làm sai bao máy rất là to. Đấy, tản nhiệt to nhé, hai quạt gió to. Quạt gió này thì quạt rất là mát luôn. Đấy. Linh kiện máy móc con này thì đời khá là cao nhé. Con này đời của nó thì đời 2018 luôn. Đấy, rất là cao luôn. Thì test cho anh khách hàng báo giá. Giá là 5.500.000 nó bao ship. Con này sử dụng là 2, 4, 6, 8 tụ nhé. 8 tụ. Linh kiện máy móc của con này thì nói chung là cái hàng này thì nó là tiếng nó rất là hay rồi. Đây, cái số series của anh khách hàng. Tín hiệu vào con này bằng 4 đường bằng Canon thôi nhé. 1, 2, 3, 4 này. Và tất cả em sẽ gạt hết sẵn là site để cho mọi người về các bác chơi thôi. Con này có chế độ đánh chọc kênh nhưng mà em gạt site độc lập từng kênh một. Ra loa thì sử dụng bằng cọc loa với nhé. Đấy, cọc loa. Tiếng rất là hay. Thì clip này em xin test cho anh khách hàng là một video clip để gọi là lưu lại một chút kỷ niệm giữa anh khách hàng với cửa hàng. Bên cạnh đó thì báo cáo toàn thể mọi người với những dòng cục đẩy bãi tại cửa hàng. Báo chất âm, báo giá cũng như là test chất âm ấy nhé. Thì em cũng xin kết thúc ở video đây. Và tiếp tục những cái video tiếp theo sẽ làm video và quay để giới thiệu toàn thể các bác với những dòng cục đẩy bãi tại cửa hàng ấy nhé. Xin chào ạ.